Xin chào quý khán giả của kênh VMT27. Hôm nay khi đi siêu thị thì vợ chồng mình có vô tình mua được món đồ cho bé, thì nhận thấy đây là một món đồ cũng khá hay là thú vị, nên là mình quyết định lên một video, vừa là để đánh giá vừa cũng là để chia sẻ cho mọi người có thể biết được và tham khảo. Đây là cái nón bảo hiểm dành cho bé nhá. Các bạn có nhìn thấy nó giống cái gì không ạ? Đấy. Rất là giống, hình dáng của nó là mô phỏng lại của con bọ cánh cam. Đấy, các bạn nhìn đó. Thì chúng ta cùng đi vào chi tiết luôn nhé. Đây là cái tên thương hiệu của cái sản phẩm này, là mâm, hơi khó đọc một chút đấy, mâm gừa đấy. Đấy, đây là một thương hiệu của Việt Nam nhé, mình có tìm hiểu rồi, của Việt Nam. Đấy, đây là câu slogan của nó này: Protect your baby future. Đấy. Đấy, tổng thể một chút nhé, thì đây các bạn có thể thấy nó như một cái, nó là một cái chức năng là một cái mũ bảo hiểm thông thường thôi, nhưng về cái thiết kế thì nó khá là cute và phù hợp dành cho đối tượng thiếu nhi. Đấy. Đây là cái đầu của con bọ này. Đấy, có mắt mũi này. Đấy. Đây là hai phần cánh, đây là phần lườn này. Đấy. Và thiết kế này không chỉ phải để cho đẹp đâu nhá, mà nó cũng có chức năng của nó cả đấy. Đấy. Mình sẽ đi vào chi tiết sau. Đây, thêm một chút nữa về cái thông tin của cái sản phẩm này đây. Đấy. Đây là sản phẩm dành cho đối tượng từ 7 đến 60 tháng, có nghĩa là những cái đối tượng mà dưới 1 tuổi và đến tận 5 tuổi đấy có thể sử dụng được đấy. Và kích cỡ vòng đầu là từ 40 đến 52 cm. Và trọng lượng của cái mũ này nó còn nhỏ hơn 100 gram, rất là nhẹ đấy. Và đây, Made in Việt Nam đây. Bên trong của nó đây cũng có một cái thông tin của sản phẩm thôi, về cái chất liệu thôi. Rất là rõ ràng, nhận đầy đủ nhãn mát. Khi mua về thì nó có cả vỏ hộp mới đựng nhé, nhưng mình bỏ đi mất rồi. Thì mình cũng có tìm hiểu nhé, thì cái chất liệu này này, nó cái sản phẩm này này, nó được thiết kế và được kiểm soát là tại Singapore nhé. Đấy. Sau đó nó nguyên vật liệu ấy sẽ được nhập từ Hàn Quốc và Italy, sau đó nó gia công tại Việt Nam. Đấy. Tìm hiểu trên trang chủ thôi thì họ ghi như vậy thôi. Đây là về cái sản phẩm này này, thì mình lúc mình mua ở quán xem ấy, thì ngoài màu, đây là màu mình lựa cho bé nhé, mình là màu hồng nhé, thì nó sẽ còn có màu đỏ này, màu vàng này, và một màu cam nữa. Đấy, sẽ cũng có khá là nhiều màu để cho các bé chọn. Thì chúng ta đi vào chi tiết thêm một chút nhé. Thì đối với về cái chất liệu của cái mũ này này, đấy, thì phần ngoài của nó sẽ là lớp vải nhé. Đấy, lớp vải này. À, những cái đường viền được khâu rất là chỉn chu này. Đấy. Và nữa là bên trong cái lớp vải bọc này thì nó là những cái lớp cao su. Đấy. Cao su thiên nhiên EVA. Đấy. Còn đây là vải thun lạnh 4 chiều Italy. Đấy. Nên là mình sờ vào nó rất là mát nhé, và nó rất là mềm. Đây. Thì so với một cái mũ bảo hiểm thông thường thì cái mũ bảo hiểm này nó sẽ chỉ có cái phần vải và phần cao su bên trong thôi, chứ nó không có phần nhựa cứng bên ngoài. Đấy. Dẫn tới là ngoài nó sẽ có một cái nhược ưu điểm, đó là nó rất là nhẹ. Đấy. Nhẹ chỉ hơn 100 gram thôi. Và nữa là khi các bạn ấy cầm nắm này hay mang đi này, kể cả phụ huynh mình thôi, rất là đơn giản. Hoặc có thể là mình có thể gấp lại được. Đấy. Mình rút vào những cái vị trí nó nhỏ hẹp hoặc không gian nhỏ hẹp. Còn về cái lườn bỏ cánh cam này này, đấy. Đấy, cái cánh này này. Đấy. Tại sao nó lại phù hợp được cho cái lứa tuổi từ 7 tháng đến 60 tháng đấy ạ? Đấy. Là vì cái lý do này, đây này, đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Những cái chỗ này này. Đấy. Đấy. Nó có những cái dây co giãn đàn hồi. Đấy. Như bên trong này, các bạn nhìn thấy này. Đấy. Nó có những cái phần dây co giãn đàn hồi này. Đấy. Để cho nó tương thích với những khổ đầu, những size đầu của các bé hơn. Đấy. Nó có thể co giãn đầy đủ. Còn đây là cái dây đai của nó này. Đấy. Cũng khá là chắc chắn này. Và cũng sẽ rất là dài, phù hợp với các vòng đầu các bé. Cái này thì không có gì nhiều nên mình cũng không đi quá nó sâu vào chi tiết, tại vì nó tương tự như cái mũ bảo hiểm thông thường thôi. Đó. Thì mình sẽ nói về cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái mũ này nhá. Đấy. Thứ nhất là về ưu điểm là nó có cái thiết kế nó rất là đẹp và phù hợp với các bé, và nó rất là bắt mắt, có nhiều màu đa dạng. Đấy. Các bé lại đội vào đảm bảo luôn, khi con các bé nhà các bạn đội vào sẽ rất là, các bạn nhìn rất là thích luôn. Đấy. Đây nó về kiểu dáng,
Cái thứ hai là về cái thiết kế của nó cũng khá là hài hòa, tại vì là và nó cũng là thông minh ạ. Đấy, vì các bạn mua về có thể dùng cho từ con các bạn từ lúc nhỏ hơn 1 tuổi tận 5 tuổi cơ, nên là cũng dùng khá là lâu. Đấy. Nữa là những cái vị trí lỗ này này, đấy. Nó không chỉ là để trang trí đâu, thì nó còn giúp cho ví dụ là các bé nhà các bạn đội nó sẽ thoáng đầu hơn. Đấy. Thì cái ưu điểm của nó là một là nó nhẹ này, hai là có những cái lỗ thoáng này này, thì tại vì các bé nó vận động nhiều mà, thì khi nó đội vào thì nó một nó không bị nặng, nó khó chịu đầu, hai là có những cái lỗ này thì nó thoáng, nó thoát mồ hôi hơn nên các bé thích hơn. Đấy. So với những cái mũ bảo hiểm thông thường mà vỏ cứng ấy, thì vỏ nhựa thêm bên ngoài nữa, thì các bé một là mang đi mang lại nó khó khăn này, đấy nó nặng lè này, hai là các bé đội nó cũng một lúc khi các bé vận động nó khó chịu, nó mệt đầu này, đấy. Thì cái này nó nhẹ này, nó thoát hơi, nó sẽ giải quyết được vấn đề đó cho các bé. Và nữa là nó có nhưng mà cái này nó cũng có một, đấy là một số cái ưu điểm nha. Đấy. Nhưng mà cái này nó cũng có một số cái nhược điểm. Thì trước khi mình nói đến nhược điểm thì mình cũng nói rõ thêm một chút này, đó là nhà cung cấp ấy, nhà bán ấy, thì họ cũng có khuyến cáo cái mục đích sử dụng của cái mũ này đó là dùng cho các bé, một là các bé tập đi. Đấy. Sử dụng khi tập đi, hai là di chuyển bằng xe ba bánh. Đấy. Hoặc ba là di chuyển cùng cha mẹ. Đấy, họ chỉ khuyến cáo sử dụng cái mũ này thôi. Với những cái mục đích như thế thôi. Đấy. Chứ không phải là đa dạng cái mục đích là khi là các bạn đấy là tự đi xe đạp một mình riêng này, hoặc đi tham gia giao thông bằng xe máy nhiều các thứ này. Tại vì sao? Tại vì chính là vừa là cái ưu điểm vừa cái nhược điểm của thiết kế này. Đấy. Cái thiết kế này nó nhẹ. Đấy. Nó thoáng nhưng mà tuy nhiên thì nó so với những cái mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn khác ấy, thì nó sẽ không bằng được, tại vì nó chỉ có cái lớp cao su và lớp vải này thôi, còn mũ khác thì nó cứng hơn, nó có thêm cái lớp nhựa nữa thì nó khả năng bảo vệ nó tốt hơn. Đấy. Nên là nếu mà các bé mà đi đường dài này, đấy, hoặc là không phải là hoặc là đi ra những cái môi trường khu vực mà nó xe cộ đông đúc phức tạp này, thì cũng nên đội một cái mũ bảo hiểm nó có chất lượng, nó tốt hơn để bảo vệ an toàn hơn. Còn đây là chỉ sử dụng khi các bạn bé là tập đi này, tập đi xe ba bánh ở trong nhà này, hoặc đi kèm với bố mẹ đi chơi bời linh tinh thôi. Đấy, thì nó phù hợp hơn. Ừ. Cái nữa là về cái vải này này. Ừ. Thì đối với trẻ con mà thì nó cầm lắm này, họ nó đi nó treo nó vứt này, bọn trẻ con nó sẽ không được nó giữ gì, như người lớn thì nó sẽ va mắc vào đâu, nó sẽ chỗ này bị rách sờn này là sẽ có xảy ra này. Ừ. Tiếp đến là cái việc là đây cái vải này và như cái cả cái cao su bên trong này này, thì mình đánh giá là nó nếu mà mưa nhỏ không sao, còn mưa to thì nó vẫn thấm nước nhá. Đây những khu vực vải này. Đấy. Nếu như là trời mưa, một là nó thấm nước này, hai những cái lỗ này nó sẽ làm ướt tọng này. Đấy. Thế thôi, đấy là một số cái nhược điểm nhỏ. Còn về cơ bản là mình đánh giá là đối với những gia đình mà có trẻ nhà nhỏ đấy, khoảng độ dưới 3 tuổi đấy, và vẫn đi đâu các thứ vẫn có sự kèm cặp của huynh này, thì mua cái mũ này là cực kỳ phù hợp luôn và cực kỳ cute cả bé yêu luôn. Và giá của nó thì khoảng độ là 300.000 trên dưới một chút. Các bạn tham khảo nhé.